Max Beauty hân hạnh giới thiệu đại hội chung kết giải cuộc thi Nam Vương và Hoa hậu người Việt hoàn cầu Mr. Miss Vietnam Continents trực tiếp truyền hình tại Las Vegas vào ngày 7 tháng 7 năm 2012. Đêm chung kết được tổ chức tại Resort and Casino Planet Hollywood với hơn 7.000 khán giả và sự tham gia của nghệ sĩ danh tiếng hàng đầu như Khánh Hà, Quang Dũng, Đan Trường, Tuấn Hưng, Lệ Quyên, Thanh Thảo, Trần Thu Hà, Ngọc Hạ, Linda Trang Đài, Tommy Ngô, Hoa hậu Hà Kiều Anh, Thanh Tuyền, Mạnh Đình, Mạnh Quỳnh, Phi Nhung, Thuy Di Phương Trinh, Ngọc Thúy, Ninh Cát Loan Châu, Trúc Linh, Hoàng Nam, Minh Tránh và cặp danh hài Kiều Anh Lê Huỳnh. Điều khiển chương trình luật sư Nguyễn Hoàng Dũng, luật sư Trịnh Hội và Hoa hậu Jennifer Phạm. Giải thưởng cho Hoa hậu trị giá 50.000 Mỹ Kim và Nam Vương trị giá 30.000 Mỹ Kim. Vé hiện đang có tại Tú Quỳnh, Bích Thu Vân và Lee Sung Witches Las Vegas. Mua hơn 10 vé sẽ được 10% discount. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 714-235-7598, 714-839-4077. Vé có bán online tại www.muavestro.com, www.muavestro.com, www.muavestro.com.